Thưa quý vị, nhân dịp năm học mới và Tết Trung Thu, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của 10 tỉnh, thành phố phía Bắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương những thành tích của các em học sinh. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vượt bậc, nghị lực và kiên cường vượt qua chính mình để vươn lên học tập, gặt hái được nhiều thành tích vượt trội. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước và cả xã hội vẫn luôn quan tâm, dành điều kiện tốt nhất để chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, học tập chăm chỉ để đạt được những thành tích mới và không ngừng lan tỏa tinh thần nghị lực của mình tới cộng đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh, Trung thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Nhiều trẻ em không may thiệt mạng hoặc mất người thân, nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực hơn để quan tâm, chăm lo, ổn định cuộc sống cho các em.